chim cho con bay thật xa. Mẹ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Lớn khôn hơn rồi con mới dần nhận ra, cuộc đời càng xa càng cho ta thêm bực. Không như lúc mà con còn thơ bé, những câu chuyện cười mà ba kể con nghe. Hay mỗi đêm con buồn đi, con sẽ gọi mẹ hoặc là nằm khóc oe oe. Mỗi khi thấy bạn khác có đôi chơi hay hay, con sẽ quay sang với ba mẹ rồi đừng đi mua ngay. Thấy những chú chim được tự do bay nhảy, con ước mình là siêu nhân xuyên qua 9 tầng mây. Ngày và ngày cứ thế trôi, con bây giờ lớn khôn rồi, phải tự mình kiếm sống thôi. Không thể cứ ngẩn ngơ ngồi, công việc chất thành đồng bao giờ mới thành công. Không có một giờ trống phải chắc chiêu từng đồng. Khác xa những ngày bé mê mẩn mô hình xe, ôi sao mà vui thế, kỷ niệm sự ùa về. Ngày ấy con hỏi mẹ tương lai sẽ ra sao, ngày ấy con hỏi cha tương lai sẽ thế nào. Ngàn vạn câu hỏi nhỏ chỉ toàn trăng và sao, giờ thì con đã hiểu rằng ngày mai sẽ thế nào. Ngày nào ngồi trên bờ vai cha, giờ đã làm thằng nhân viên ngày đêm làm 2K. Không lúc nào hỏi giờ làm gì đây ta, thì cứ mỗi khi mà nó rảnh nó lại ngồi đẩy guitar. Tình là tình tình tang, tang là tang tình tình. Cuộc đời vừa mới sang trang, ta vẫn đang là chính mình. Và con sẽ lấy những kỷ niệm xưa làm động lực để con bước tiếp. Dù ngày vẫn đứng dậy như ngày xưa tập đi tập viết, nhớ cả những ngày mưa từng làm con ho nhiều, để bây giờ trở nên cứng cáp chú trong gai rông nhiều. Mỗi khi cuộc đời khó sẽ trở về nhà, để gặp mẹ gặp cha, người coi con như món quà. Đơn giản như vậy đó, chỉ cần con về nhà, mọi buồn phiền lo toan mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Ai là người yêu con nhất? Gia đình. Ai là người nuôi con vất? Mẹ cha mình. Ai là người cho con tất? Gia đình. Vậy ai là người con yêu nhất? Mỗi khi thấy bạn khác có đôi chơi hay hay, con sẽ quay sang với ba mẹ rồi được đi mua ngay. Thấy những chú chim được tự do bay nhảy, con ước mình là siêu nhân xuyên qua 9 tầng mây. Ngày và ngày cứ thế trôi, con bây giờ lớn khôn rồi, chỉ có yêu cha mẹ là mãi thôi.